số à, để của đài của nước ngoài à. Xà lách đây là xà lách, nó gọi là xà lách gì, mút mu gì đó, cái tay nước ngoài mình cũng không rành đây. Chữ đúng nước ngoài mình không rành à, mình cứ nói cái ngoại với cái nội thôi, chứ còn tay thì nó có mà mình không có rành. Rồi có một số lại kể thì nó còn nhỏ ở ngoài kia, mà tây này cũng có nước ngoài nhưng mà nó nằm ở ngoài kia, nó còn nhỏ nhỏ. Thì có thể nói là đại khái là giống cỡ này xuất xứ từ Mỹ. Cái đây của Mỹ nè, đây của Mỹ nè, đây của Israel nè, đó vậy đó. Nói chung là kể nước ngoài thì nó có một số, rồi còn kể tăng nước kia, kể ram của Thái Lan. Rồi nhiều lại kể lắm, bây giờ đang tập sự trồng thử nghiệm đủ thứ. Họ ví dụ như mâm sâu thì họ kêu là thớm này mới trồng được. Để gì bó sâu đây này, đây bó sâu này trồng thử nghiệm một lú kia, nhưng mà họ kêu chỉ có thớm này mới trồng được, chứ còn thớm nát là không được. Đây là cửa bó sâu, đây cửa bó sâu này nè, nó lại cửa bó sâu đó, đây nó trồng. Nói chung là tất cả các loại rau sạch là có đầy đủ trong vườn rau của chú Di. Còn đây là mô hình cây con khí canh, trồng khí canh chứ không phải là thủy canh. Đây là trồng khí canh hồ lưu. Đúng rồi. Nó khó hơn cái thủy canh, thì rau nó giòn hơn, phát triển năng suất cao hơn, thơm ngon hơn. Bởi vì nó không có sống trong nước bình thường, mà nó lại sống thì qua dọn phun khí thôi. Năng suất này nó cũng có cao hơn cái thủy canh cả 15 đến 20%. Còn
Chắc cũng cái mô hình rau sạch này chắc cũng chú cũng đi học tập huấn hay là ở đâu rồi về để mới làm được. Nông dân mình tự mò mò tin mượn rồi hạ cái cất nước cái tin hệ thống thông tin mượn rồi vậy rồi mình rút ra kinh nghiệm mô hình hợp lý mình lò mới thôi chứ. Trời vậy là thấy vậy là chú quá tời rồi á. Tè gì đâu, giá lò thì cứ hạ cái rồi lòm thực nghiệm rồi tập dần. Có nhiều người họ đi học tập huấn rồi coi như mấy tháng về mới lòm được cái rau như vậy. Ăn thì bây giờ cũng màn mò nghiên cứu ban ngày, đúng rồi. Lần qua tới về nghiên cứu bọn đồ lộ hạt lộn. Ở Việt Nam mình chưa có mô hình lộn như thế này mà. Cái đây là nó khó hơn mô hình khác như họ trồng ở kia chú. Đúng là khó hơn chứ cái này này, cái đây là mô hình trồng là coi như là khí canh hồ lưu. Khí canh hồ lưu. À, chứ không phải là khí canh trụ mà nó là giòn khí canh hồ lưu. À, cái này ở Việt Nam mình thì chưa có trong trại farm nào lồn hết, chưa có farm nào lồn hết chứ. Chỉ có cái nhà thử nghiệm trong thí nghiệm có cái trường đại học đây đó, người ta làm mô hình thôi để mua lên ra, chứ còn thực tế ra coi như là người ta lồn thực tế để sản xuất để trà là chưa có ai lồn, chỉ có mình lồn đầu tiên. Người ta đã nghiên cứu rồi nhưng mà để mua lên người ta nghiên cứu ra, chứ còn thực tế ra mình tìm tòi trên mạng thêm là để lồn, mà lồn mô hình lớn như vậy thì họ không có lồn, nhưng mà mình mạnh dọn mình ấp dụng mình lồn, chứ không có mình nghiên cứu mình làm được cái này rồi. Nhưng mà mình mạnh dọn ấp dụng vô để cái điểm mua của họ đó mình đưa ra mình sản xuất rồi, để trà với số lượng lớn đấy. Chứ còn mình không có tề giỏi gì mà đi nghiên cứu từ cái chuyện ra cái chuyện này thì mình chưa có phải là mình nghiên cứu đâu. Bình thường ra mình chưa biết lò mình lồn thử lại nồi cũng lồn thử á mà sau này mới rút ra kinh nghiệm là cái nồi đọt cái nồi không đọt, nên cái này thì thấy đại trẻ chứ năng suất thì cũng không cô gì mấy. Như dài thì năng suất cô này cái lứa đào á, cái lứa đào đẹp lắm. Cái này nó ướt lá là nó te, ướt lá nó te mà nó khô rố á là nó lên đẹp lắm. Mình lồn mình thấy những còn mấy cái chỗ mà nén ngon lành nên là nó đẹp lắm, lá nó già chắc là năng suất nó cũng cô. Nhưng mà cái điều đốt cô cả này nè. Mà thấy cái mô hình rau của chú như vậy là thấy nó cũng quá đẹp rồi. Đó quá đẹp mà. Bây giờ mình mới nên lồn xong cho nó đều nè. Giống tốt nè, năng suất cô nè. Rồi là cây với cây là đều nhau. Rồi nó mới nâng cái năng suất lên. Bây giờ mình lồn, mình đây lồn tất cả đều lồn thử nghiệm hết mà. Cứ lồn rồi mới biết được cái này cô. Thank you.
túi đất đó là tiền bỏ gì đó. Rất mới đấy. Em ở thành phố em ăn đồ ngon đẹp. Cô đã rẻ cái đất này thôi. Rồi giả nó lại. Cái hầu rẻ này nó dính qua rẻ kia. Cô đã rẻ gì vậy? Để không? Rau đây em ngon lắm à. Cô nhỏ nó giòn thơm ngon ngọt nữa. Rửa là chủ yếu là rửa 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 đoạn nồi giúp đoạn đá đây. Đâu nó còi đéo phòng mềm lắm luôn chứ. Lấy ra tắm ấy nè nè con. Anh, cái rau này rồi, bé nó thích mà nó ở trong buồn mèo, thích lắm. Thích chứ, tao không thích. Bây giờ biết họ điện tao họ hổ lung tung mà tao không có rau tao bớt anh nè. Chị đây là mối chính này nè. Nó bán, giặt hết nó không có lời á. Hả? Xe thì phụ á. Ờ. Thở lại cũng bán á. Nó định bón nhưng mà nó kêu xa quá nó sợ lỡ dập thư thấy không nào. Không dập, không bao giờ dập mà chuyện đi sáng tới nay không hợp không dập không có dập đáng ở Đà Lạt có đáng về đây đáng giờ nội bình thường mình đáng đi ra là không được mà thử mình nhịn dọn dọn vô tới hơn chưa giống kể mà cô chị đơn nhổ là giống kể gì chứ gì kể đơn nhổ đây là kể bãi xanh bãi xanh thế lon thế xanh thế lon bãi xanh thế lon kể một cái bẻ chanh gọi là kể ra anh không nó thank you.
chơi là chơi học kinh nghiệm nên có cái người đại học đây là một cái điểm mua lên những cái buồn cho nhỏ ở đây để là thương nghiệm này chứ còn chưa ấp điểm cao ấy mà. Chắc sau này tương lai là chú mới mở rộng cái mô hình ra để đáp ứng được cái bà con trong ngoài tỉnh nữa chứ. Nếu mà có điều kiện phát triển tốt thì đủ điều kiện thì